Nè, con này, lúc vô tới chỗ bốn thằng chạy ra. Nè, vô tới chỗ là bốn thằng chạy ra. Em đây. Rồi, vô bốn chỗ, nó đang dưới đầu mở đội, đây là một pha tràn vào thẳng đến PSGD. Họ lấy được hai cầu của nhà chính rồi. Họ lấy được mạng. Họ sắp có chiến thắng. Nhà chính của MFQ bể rồi. Eyes in the sky, gazing far into the night. Và tấn công đơn lẻ không được biến thành năm đấu năm cùng cực trên đó. Có một tình huống trong chiều cuối rất đẹp với tình huống bóng pha lao vào nhanh qua để có đặt đảo xuống với double kill cho Optimus. Nó sẽ là triple kill khi Zaya hết tốc biến, nhưng sóng âm trượt tới từ Lee Sin vẫn tốc biến nhảy lên, tung tay nhảy múa lần hai, triple kill, quad triple kill, Optimus anh đã thoát ra khỏi trụ với lượng kill được tạo ra bởi IG. Quá ấn tượng. Kiếm vào đây. Bên kia đặc biệt Firefox bị bắt. Hauser cố gắng giải bài nữa nào. Firefox tập Baron. Baron đưa Willibur đi. Bây giờ ăn người thôi. Ăn người thôi. Hauser đang cố gắng tấn công và kia tạ hạ gục lại. Nhưng Spark đã quay về. Hai điểm hạ gục. Double kill cho Optimus. White Turtle phía bên này không thể nào làm gì được. Anh ta đang đỡ triple double kill. Thích thì vào. Chúng ta sẽ có quá là kill cho Optimus. Nhưng không có thể cùng. White Turtle đang chạy. Anh ta phát thành công lên. Tìm hấp tục lên. Anh ta sẽ phải nằm xuống. Điểm tắt điện cho Skagren. Aichi rất thâm hậu. Optimus tới tấn công White Turtle. White Turtle cực kỳ tốt. Double kill Skagren. White Turtle đang cố gắng né chiêu của Optimus. Anh ta né được 20 nhưng vẫn phải nằm xuống. Vẫn có 2 điểm hạ gục dành cho Gigabyte Marine. Nhưng Team Solomid có 3 điểm hạ gục. Bây giờ là thời gian mà chúng ta gỡ gạt lại. Nhưng phải nhanh lên bởi vì Bexen đang tới. Tất cả bỏ rồi. Optimus, Hauser cũng sẽ phải nằm xuống. Và đó là pha 3 đổi 4 có lời của Gigabyte Marine. Tạc cánh đánh đầu là đây nè. Spark đang tới. Tạc cánh chưa thấy chuyện. Đã có cú lập cánh. Optimus và Gigabyte Marine đang tràn lên. Chúng ta có điểm hạ gục, chúng ta có trụ, chúng ta lời người. Nhưng Vexen tấn công khá dữ dội. Một cú dây chuyền chúng tôi và lại lập choáng thành công. Quá tấn công của tấn biến bỏ chạy. Rất nhiều máu chúng ta đang bị mất. Phải lui về thôi. Triple kill di động. Triple kill di động. Di động rồi. Đi vòng ra phía sau lưng của Baker đã đi qua tầm nhìn rồi. SKT biết làm choáng không thành công. Baker né rất nhẹ tất cả mọi thứ mà Optimus và Levi tung ra. Anh ta dùng chiêu cú giật ngược nó lại, dính kịp sức, sát thương dồn vào, vẫn chưa hạ gục được Baker. Đã đổ thành công không trúng. Optimus lao vào, đã có điểm hạ gục rồi. Optimus hạ gục Baker, làm cho anh Minas nhưng vẫn phải nằm xuống. Quay cho tôi! Và sắp kết liễu điểm hạ gục White Turtle cùng với Gray. Còn Baron đang mở ra dành cho thành viên đội tuyển Gigabyte Marine. Và người đầu tiên lao vào là Levi. Hơi sâu, không nên cho lắm. Ari lao lên combo của White Turtle. White Turtle! Ari và Optimus. Và tiếp theo là Fred Garen. Và tắt tinh thần hồi lại đồng nghĩa với một điểm hạ gục của anh chàng này. Vexen rất nhanh, Vexen cứ lại bởi sắp. Tiếp tục bị gió đầu bởi sắp. Và đó là chiêu bị gió lại đến từ Varus và cơ hội để lấy ba đường dành cho Gigabyte Marine là đây, thậm chí là cả Hunter đã nằm xuống. Có thể chiến thắng có thể dành cho Gigabyte Marine. Việt Nam đúng không nào? Chắc chắn đó là điểm hạ gục và Slay ăn được. Đáp đó là người tiếp theo kéo một tạm của rất cao. Đây là tái kích hoạt và tấn công thẳng vào Tomek không còn sát thương gì. Cái này không còn được âm thức và đáp đó trượt quy vào đây. Đây là tan vỡ vào đây. Phải đáp một kill dành cho Optimus ơi hết vào đây. Mình đang mua ra một con tay nè. Chính ngày đó là con tay lại, chính ngày nữa 7 giây, 6 giây.
như thế nào. Thế mình cho phá nhà mình đánh có được nha. Ta còn giờ ai, ta còn giờ ai. Lưu Bi đang cản nó nè, tao lên nè, tao lên nè. Thằng Slay có tay lại không? Tay rồi, tay rồi. Rồi, 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 chọi đi Slay, chọi đi đó. Mình thấy rồi, mình thấy rồi, mình đang luôn á. Nè luôn nè, lên nè luôn nè. Tốp, 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 Xen cả. Lần này vẫn dính cá, bị hất tung lên xoáy trúng không, không xoáy trúng và ta sẽ phải nằm xuống. Vì có mặt trên cái đèn đá xong mà không trúng, Wyvern cũng bị không trúng và đây là AG xuất hiện. Levi vẫn đang sống, Levi đã phải nằm xuống nhưng Wyvern sẽ phải nằm luôn. Thì một hai người rất tiếc là Đại Văn Tiện không trúng. Ở đối phương hàng cọc mất thời gian thì chúng ta sẽ vào sau và Slay sẽ kéo máu. Thấy một cái đôi Levi nhảy vào. Levi xuất được rồi, anh ta phát luôn. Và phía bên này Stark đã vào rồi, đúng không? Optimus bay vào chém được Quaggle. Và Quaggle đang phải chịu quá nhiều sát thương dốt cho thần tổ, anh ta nằm xuống. Một với một, nhưng chắc chắn là Giga Bay Brin đang có lời. Optimus tốc yến phát khỏi vai lập trạng của đối phương. Phía bên này Slay cũng Giga Bay Brin lên bị lập trạng không sao cả, sát thương vẫn còn rất nhiều. Hauser nằm ba thành viên của team Solomid. Đây là triple kill di động và Optimus có được cú double kill của mình. Nhảy qua đâu rồi, trúng rồi em ơi, trúng số rồi. Pharaoh trước mặt kìa anh em ơi.